Cô chào các em học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 1. Về giới hạn ôn tập, các em sẽ ôn 3 bài. Bài 1, sống có lý tưởng. Bài 2, khoan dung. Bài 3, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Về cấu trúc đề, như các em đã được làm quen, thì cấu trúc đề sẽ gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Sau đây chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, phần lý thuyết. Bài 1: Sống có lý tưởng. Sống có lý tưởng là xác định được mục đích cao đẹp, kế hoạch hành động của bản thân, phấn đấu để đạt được mục đích đó nhằm đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại. Về ý nghĩa, tạo ra động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu cá nhân, góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển, xây dựng đất nước giàu mạnh, đóng góp tích cực cho nhân loại. Về lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam, phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực rèn luyện sức khỏe, học tập để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và là người công dân tốt. Tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi học sinh chúng ta cần xác định được lý tưởng sống của bản thân, luôn tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động xã hội để hiện thực hóa lý tưởng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, quốc gia và nhân loại. Bài 2: Khoan dung. Khoan dung là rộng lòng tha thứ. Biểu hiện của khoan dung đó là biết tha thứ cho chính mình, cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm. Lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác, không cố chấp, hẹp hòi, định kiến. Người có lòng khoan dung thì luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt. Người được tha thứ thì sẽ có cơ hội trở thành người tốt, khắc phục lỗi lầm, khuyết điểm của bản thân, giúp cuộc sống và mối quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, tốt đẹp hơn. Để rèn luyện đức tính khoan dung thì chúng ta cần: thứ nhất, sống cởi mở, gần gũi với mọi người, cư xử chân thành, rộng lượng, tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác, phê phán thói ích kỷ, hẹp hòi, thiếu sự độ lượng, khoan dung. Sau đây chúng ta sẽ làm quen một số dạng câu hỏi. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ sau: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Phần này các em sẽ làm ra giải nháp. Tiết học sau, cô trò mình sẽ cùng trao đổi. Bài 3: Tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Hoạt động cộng đồng là những hoạt động được tổ chức trong nhà trường, xã hội bởi các cá nhân, tập thể, tổ chức mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ví dụ, phong trào mà chúng ta hay thực hiện ở trong trường lớp đó là phong trào kế hoạch nhỏ, nụ cười hồng, đền ơn đáp nghĩa, hoặc những các phong trào như là hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, vân vân. Tham gia hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp mỗi cá nhân được rèn luyện về kỹ năng sống, sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức trí tuệ của mình vào công việc chung của xã hội, góp phần tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân ái, cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh. Về trách nhiệm, học sinh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tự giác tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng phù hợp với lứa tuổi do trường, lớp trường, địa phương tổ chức, phê phán biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng. Chúng ta sẽ làm quen với dạng câu hỏi thứ hai. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây, vì sao? Phần này các em cũng sẽ thực hiện ra giải nháp. Dạng câu hỏi tiếp theo là dạng câu hỏi trắc nghiệm. Đâu là lời giải đúng đắn, định hướng về lý tưởng sống cao đẹp, biết cống hiến của mỗi người? Và đáp án chính là đáp án D. Trong cuộc sống, chúng ta không làm được những điều vĩ đại, hãy làm những điều nhỏ bé bằng trái tim vĩ đại.
Câu hỏi 2. Người được tha thứ nhận được điều gì? Đáp án C. Có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Câu 3. Một đời người như... Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như... Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng như... Đáp án là đáp án A. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt. Cô chào các em.